do tuyên truyền của Đảng Cộng sản và sự kềm tỏa của một chính sách ngu dân và thâm độc, khiến cho người dân có kiến thức và tâm lý tôn thờ lãnh tụ. Kiến thức này đã trở nên một phần của con người họ không thể cắt bỏ. Nếu cắt bỏ, họ sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn, một nỗi đau tâm lý, một sự lên án của chính họ là kẻ phản bội hoặc bất trung. Đây có thể là một biến chứng của hội chứng Stockholm, một chứng bệnh tâm lý của kẻ bị bắt cóc lâu ngày, chuyển biến từ sợ hãi sang thông cảm và yêu mến kẻ bắt cóc mình. Thế giới đã ngạc nhiên vì người Bắc Hàn khóc lóc thảm thiết lãnh tụ Kim. Ngày nay, người dân Việt Nam khóc lóc tướng Võ Nguyên Giáp không còn ai ngạc nhiên nữa. Thật đáng thương cho những người mắc chứng bệnh tâm thần này. Nhưng của trách họ, chắc không thể giúp họ khỏi bệnh. Muốn trị bệnh khóc lóc thì có lẽ chúng ta cần những nụ cười. All over the floor.